quý vị đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động hôm nay ngày 31 tháng 10. Ngay bây giờ hãy cùng Thanh Chân điểm những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong vòng 24 giờ qua. Mới đây, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho hay, tổng thu du lịch 10 tháng đầu năm 2024 ước đạt 156.649 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 82,4% so với kế hoạch năm 2024. Khách quốc tế đến với thành phố Hồ Chí Minh 10 tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 4,6 triệu lượt, đạt 77,7% so với kế hoạch năm 2024. Khách du lịch nội địa đến với thành phố Hồ Chí Minh 10 tháng đầu năm ước đạt hơn 30 triệu lượt, đạt 81,4% so với kế hoạch năm 2024. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định đầu tiên về quản lý, điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những cơ sở để tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh có thể vận hành thương mại dự kiến từ 22 tháng 12 năm 2024. Theo quy định mới, vé metro hợp lệ phải do doanh nghiệp vận hành phát hành và đáp ứng đầy đủ các thông tin theo loại vé mà hành khách chọn mua. Hành khách có hai loại vé chính để lựa chọn là vé lượt và vé bán trước. Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi đất của 5.014 hộ dân ở thành phố Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp và quận 8 để thực hiện 3 dự án trọng điểm là Vành đai 2, cải tạo rạch Xuyên Tâm và bờ Bắc Kênh Đôi. Trong đó, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm thu hồi khoảng 19,6 hectare đất của 2.215 hộ dân ở quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi ở quận 8 sẽ thu hồi hơn 5,85 hectare đất từ 1.633 trường hợp. Thành phố Thủ Đức sẽ thu hồi khoảng 61,15 hectare đất của 1.166 hộ gia đình và tổ chức với tổng chi phí bồi thường hỗ trợ là 7.600 tỷ đồng để làm dự án Vành đai 2. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày đầu tháng 11, khu vực Nam Bộ sẽ có đỉnh triều cường và mưa dông. Đỉnh triều cao nhất tại hầu hết các trạm xuất hiện vào ngày 2 đến ngày 4 tháng 11. Mực nước đỉnh triều tuần tới ở mức cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao, có khả năng gây ngập úng ở các vùng trũng, thấp và ven sông, ảnh hưởng đến các hoạt động đời sống trên khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị các bạn, thì mỗi lúc mưa hay triều cường dâng, người dân ở đường Trần Xuân Soạn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh lại bị bõm lội nước. Song dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng cạnh đó vẫn đứng hình. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Chứ bao nhiêu tiền cổ đổ đây, dân đang trông chờ nó để mà đỡ có ngập lụt đây thôi. Mà cuối cùng bây giờ không có thấy tác dụng gì được nhiều. Nhà nước sao làm sao cho dân đây đỡ cực, đỡ khổ một chút. Mình thì lúc nào cũng luôn luôn ở đây đỡ ngập thì dân ta có buôn bán làm ăn đỡ hơn. Hồi xưa là ngập ít, còn ngập nhưng mà ngập ví dụ một năm là ngập chừng khoảng 2-3 lần thôi, nhưng mà mấy năm 2 năm trở lại đây là ngập nhiều. Nhiều ngày á, 6 giờ tối là dưới góc chờ là chết máy quá trời luôn, xe tấp tấp đây luôn. Là tại vì khi mà chết máy ghế là kẹt đường, là không đi được, nhích nhích đi đâu được. Là xe này chết là xe kia em chết theo. So ra người dân thì ai người hàng ngày người ta đi ngang đây người ta vẫn nói chuyện á, là giờ chứ làm ra mà để không nguyên đây mà nhà bè rồi rất nhiều chỗ mà để vậy là quá lãng phí. Tại vì làm mà để không thì đâu có gì. Cho nên người dân chỉ có mong muốn làm sao mà để chống ngập. À, thứ nhất là giờ chứ trước mắt là cho nâng đường để cho khỏi bị ngập và đi qua đi về là khỏi bị ngập đã. Còn những cái đó thì cái vấn đề đó thì người dân cũng biết, cái là tùy các cấp quyết định. Thông tin vừa rồi khép lại bản tin nóng Sài Gòn của chúng tôi. Bản tin sẽ phát sóng lúc 19 giờ hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ xin chào và gặp lại.